MLMS Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Thì bây giờ là 5 giờ 30 qua. Hôm nay là một cái ngày rất là đẹp luôn. Thì bây giờ là các anh em cũng đã cúng xong rồi, bây giờ sẽ dọn dẹp mộ cậu cho tươm tất để đón khán giả nha. Sáng nay có lẽ là một cái bình minh rất là đẹp ở trên mộ cậu nha. Bây giờ 15S sẽ quay toàn cảnh để xem cái bình minh nó đẹp đến mức nào nha. Đó, quá đẹp luôn. Em có ý kiến nhỏ nha. Em có ý kiến nhỏ cái nha. Ok đó, ok. Sao ý kiến nhỏ? Ý kiến là mình làm sao mình tận dụng hết bên đây với bên đó luôn để mình để đồ được á. Đó, bây giờ mà nó không bị mưa nữa. Mình tận dụng đây. À. Còn đây nữa. Mà mấy cái này lấy ra ngoài luôn, lấy ra ngoài. Để bây giờ 15 mét sẽ đi lấy một cái cây chổi để quét nhà. Các anh bây giờ là dọn lại bàn thờ cho cậu ha. Mọi người một việc hết, ai cũng có việc hết trơn. Người thì la mộ, người thì dọn bàn thờ, người thì cắm hoa, người thì quét nhà, đúng không anh Ngọc? Ai cũng có việc, mỗi người một tay. Sắp tới đây là mộ cô Năm sẽ rất là đẹp luôn, giống như là một cái vườn thượng uyển. Mỗi buổi sáng bà xã nếu nó lắc rảnh á, hai chồng mình quét nhà đi. Bây giờ em tính lấy cây chổi bên kia kìa, phải có một cái cây chổi bông cỏ nữa ha. Lát chắc là mình ra mình mua một cây chổi bông cỏ nữa quét xung quanh một. Anh thấy không có rác mà anh thấy có cát. Bữa nay người ta lót bên kia nó là sạch bu luôn á ha. Bên đó đó. Đúng rồi, ta lót bên đó nó sạch bu luôn. Lót luôn mà anh. Đó người ta để cạch sẵn rồi kìa. Ngoài kia kìa, đằng cái hùng rác kìa. Đó, hôm qua anh hỏi rồi, mấy chú nói là bữa nay lót luôn á. Hoa Viên đang tạo điều kiện tối đa luôn mà. Có hai bên luôn á, hôm qua em hỏi mấy anh rồi đó. Đúng rồi, lót luôn á. Nghe nói là sắp tới đây là những dựng rạp luôn. Dựng rạp luôn. Qua có nghe chị Loan lên làm việc. Qua mọi người không biết chứ anh là hỏi trực tiếp chị luôn á. Hỏi chị lúc mình chưa bước qua trong phòng á là hỏi chị định khách xe đồ đá cậu con tao thì nó phải. Vậy thì mà xin cái máy xe cho thì xin thôi. Theo em nghĩ bên Hoa Viên họ không có làm khó mình, họ không có làm khó đâu, tại vì đúng rồi nguyên tắc. Nói chung là khả năng là từ sáng. Rồi thôi anh quét đây đi, em quét đây trở lại. Thank you.
nguyên trưng bày luôn nha. Đây nguyên trưng bày luôn. Mô cầu cái mấy chỗ. Em thấy đón bình minh ở trên mộ cậu là đẹp nhất luôn á. Cái gì anh? Cây lọc vàng. Cô hôm qua cô cũng gợi ý rồi, ví dụ như dạ. Không mà em nghĩ là đồ đem vô linh qua tệ đàn là cũng hay nha. Đó là mai mốt sau này á. Đi lâu quá mình làm chuyến bay mà, làm chuyến bay mà. Mà em nghĩ là mai mốt sau này có thể là có cái bàn thờ của cậu sẵn. 3 năm mới được thôi. Anh hỏi bao giờ? Ừ, 3 năm thì gặp thằng thơ lên thơ chứ. Tại vì ở trên qua tại đàn cái nơi và diễn viên và còn giả đạo diễn nổi tiếng, cho nên là không phải là ai muốn để là để nghe. Những người là nổi tiếng dữ lắm mới được để trên đó nha. À, có bàn thờ, hình như là chú không sao chưa có. Chưa. Không biết chưa có cái bàn thờ. Chưa. Thôi bây giờ mình đừng có đón mò nữa, bây giờ cái anh cho em khăn giấy em lau phụ. Giấy kia đó, quên kia đó. Đi. Vậy là em thấy là hiệu quả hơn á. Đúng. Mà cái vấn đề thứ hai nữa là ở đây quan trọng nữa nè. Là nên làm cái này đi. Cái giảng này đúng không? Giảng này là đi. Bởi vì quan trọng này nè, vô bà con chị bà con chia sẻ mạnh video này lên nha, bà con đừng cho chị Loan để ý tới cái này chứ mấy anh em nhiều khi lên đông quá rồi nó ồn quá rồi không mình không có hỏi luôn đúng không? Không có hỏi dưới hôm qua mở vừa mở nhạc lên là mấy anh em phải tắt video. Hỏi tao qua đăng chị Lan lên là sao ồn không? Chứ không sao là mở nhạc lên anh mở nhạc quá là tiếng nhạc á. Để bản quyền á. Em một máy bị bản quyền đó. Lỡ quay à, chứ nói chung là hôm qua cũng nói với rồi bà con bán luôn một số là tại sao mà ồn khi mà lúc mà đầu tiên là đâu có ồn đúng không? Đầu tiên rất là im được. Lúc sau là mấy anh em mình cố tình. Rồi anh yêu. Nói cho to lên đừng là lắp cái bản quyền. Lắp bản quyền á. Cái giống cái tiếng nhạc của mình nói nãy mình tiếng to tiếng nhạc. Thì cái bản nhạc cái bản quyền thấy vậy nó quan trọng lắm. Vừa ảnh hưởng đến kênh mà vừa không có doanh thu. Bay cái kênh luôn á, thứ nhất. Bay kênh luôn đó, nguy hiểm lắm á. Ảnh hưởng đến đầu tiên là ảnh hưởng đến doanh thu trước rồi sẽ ảnh hưởng cái kênh mình nữa. Là cái công mà làm cái kênh làm bao nhiêu năm là coi như tan heo mai gió luôn. Không. Mà lót xong cái nền này là cái này sẽ đỡ cát lắm này, đỡ cát nó văng lên mộ cậu. À, anh được mua cái tấm thảm nè. Thảm gì anh? Nhưng mà anh đợi cho bên hoa viên người thảm ta. Thảm xanh hả? Ờ. À, ý là thảm nằm đây luôn không? Cho cát á, đừng cho cát văng lên. Đúng rồi, cát nó sẽ lúng xuống nó nằm ở dưới. Đúng rồi, để cho dưới bà con đi đến đây nữa nó sạch sẽ. Hãm đó, nó sạch sẽ. Y như cái hãm bữa vậy đó. Đúng rồi, mà đẹp đó đúng không? Nó nhìn nó xanh tươi. Ý tưởng. Anh ơi. Có có khi nào cô Năm mà nghe cái video này. Tại cô làm đồ cô cũng có ý tưởng là mua cái hãm. Có khán giả là ấy rồi. Có là vậy thôi là cô Năm bỏ ý định đó. Mà biết đâu là nhiều khi cô Năm làm lẹ sao? Tại cô Năm nhanh lắm. Anh đợi cho nó xong cái này đã. Cô Năm lần nào. Bây giờ mình lấy khăn khô á mình. Có khăn khô không ta? Hình như là anh em lau hồi nãy giờ mà cũng còn gắt luôn nè đúng không? Đúng rồi. Tại vì mình đi tới đi lui chẳng là nó méo dăng lên nè. Dây khô phải không? Đúng rồi. Có khán giả nha, có khán giả nói mới lau rồi sao lau nữa? Cát ở đâu mà dơ ra? Cát ở xung quanh. Tại cát nó nhăn nhở.
Hôm qua em phát hiện có người hôn lén cậu à, mà người này rất là nổi tiếng. Ủa chú nó ra vậy mà anh biết hết trơn rồi. Ủa chán anh thiệt chứ anh còn giật tích câu view nữa. Em nghĩ mà em lúc mà chị ấy là em cố tình em quay sát rồi đó. Anh giật tích đầu tiên luôn mà. Ừ, mấy anh là giật tích câu view là chị bình tinh hung cậu. Nhưng mà sự thật thì sao? Sự thật thì y chang như sự thật. Giữa trời chưa nắng. Hôm qua giữa trời chưa nắng thiệt mà. Mà hung cậu kiểu đó là dễ bị phỏng lắm á nha. Không mà ngày qua nha. À. Tại vì nóng quá mà. Là nhiều bà con quát em lắm. Tại vì chị dễ thương ha. Đó là mình nói. Rồi luôn qua đâu. Hôm qua là chị hôm qua có là một cô một bà cụ là 86 tuổi ở ở Bình Phước xuống đây 3 ngày liên tục đó anh nhớ không? Đó là chị bình tĩnh là gửi tặng 1 triệu sau khi mà em gửi ý em nói không phải em gửi ý là để cho tiền cụ nhưng mà em nói tức là cụ rất là ái mộ cụ Năm nên mới xuống 3 ngày liên tục chứ không phải là vì tiền vì bạc gì hết. Tại vì mình thấy một người già như vậy mà đến đây liên tục là 3 ngày thì mình thấy rất là quý. Đó, bên đó. Thì mình muốn báo cái này để cho chị Bình Tinh biết rằng là cậu Năm có một cái sức hút ảnh hưởng rất là lớn. Tại cái này người ta phải dán. Bây giờ bà xã lau ướt anh lau khô là ok không? Đó. Anh Ngọc lấy em luôn anh Ngọc. Anh em mình cứ lao tới lao luôn trời mộ cậu bóng. Em mất tò mò ra đi đó. Mà cái chị khán giả này hay nha. Ba cái ly này ý nghĩa lắm á. Không bao giờ rời xa cậu được. Đúng rồi, cái khán giả mà tặng ly tặng ly đầu tiên là tinh ý lắm á. Mà hồi tối là có con động vật nó vô nó xin lọc trà của cậu nha. Bình thường là nó xin lọc hoa. Thì nó không bể. Chắc là nó cũng không giả mua này cũng có tâm rồi có động gì rồi. Có tâm. Những người khán giả người ta sáng ý lắm nghe. Nhìn anh em quay video là ta biết thiếu cái gì là người ta tự động người ta mua. Nhưng mấy cái dù cũng như nè, mấy cái dù á anh quay xong mấy bà con nắng quá. Bây giờ mà nếu mà không có rạp á là chắc chắn sẽ có một vị khán giả gửi tặng một cây dù ở trên đầu mộ cậu. Em nghĩ là vậy á. Nhiều vị lắm. Gì bà xã? À, tại vì cái màu vàng với màu đỏ. Nhưng mà mình thấy như vậy thì cũng rất là quý rồi đúng không? Hả, mình đứng mình che. Chị Hùng Loan mà được ban giám đốc dịp cái kia nữa là xong dịp cái gặp nữa. Cái mái chè nữa là ok đó. Không có cần xin gì chứ. Chứ mà chị Hùng Loan cho hai con rồng vô dưới hai cái bình ấy vô nữa là đẹp luôn. Có rồng á anh? Đẹp lắm. Rồng gì anh? Hai con rồng bằng cây hay là đá? Bằng hoa. Ok. Có rồng là bằng hai con trang đi nè. Hoa trang của mình luôn. Hoa trang mà bằng rồng hả? Đúng rồi, hai con rồng 3 mét để. 3 mét luôn? 25 mét luôn. Trời ơi. Chỗ đâu để nữa trời. Bây giờ bốn chậu kia không là muốn không, anh nghĩ là nếu mà để đó để hai con rồng nữa là ngon. Để hai con rồng cặp đây luôn. Không cần đâu. Đó thì bốn cái cây đó mình để nguyên một hàng rồi. Đó. Để bốn gốc song song. Để bốn gốc đó là bên mé rồi chỉ còn con rồng thì mép trong này. Anh thấy rồng mép trong này mà. Được. Con rồng là 3 mét hả? Dài 3 mét. Dài á thì dài. Cao chắc mét rưỡi. Chiều ngang nó thì mấy tắc thôi, ổ rồi sao đây này nó rất tại nó liền. À em phát hiện một cái đậu buổi sáng chứ anh. Mình hé tí thôi nó rất tại nó liền. Ờ hé hé gì anh hé hé đi. Đi vô sao không được. Ờ hé hé gì đúng rồi. Ở mày cũng để hé hé gì đó. Rất tại nó liền ha. Ở mày để hé hé gì mà. Nó rất tại. Rồi. Đúng rồi anh em có để gì là hay đó. Bỏ đây mà mấy anh em mình phải tranh thủ trước 6 giờ nha. Cô chú tặng
tranh thủ dọn vệ sinh trước 6 giờ nha. À, đúng rồi nghe, mà con mà không mua ly đi. Mua ly nha, mà cô chú tặng ly nha. Nó ăn. Con này em biết không chưa? Một con bắt chưa? Con đang giữ lắm. Giờ em nghĩ là cái này là để chảy luôn đi. Rồi. Giục vô anh. Vô mình giặt nhưng mà con lấy. Rồi. Rồi anh em nào chưa lại cậu thì lại lại nha. Miễn phí nha, miễn phí. Bây giờ mình cắt, chắc là mình cắt mấy cái ghế nhựa vô nè. Cho lịch sự. Cái tấm thảm nè. Dẹp rồi, cái dẹp luôn, không có đem luôn á. Buổi sáng hôm nay mình là cái gì anh? Học quẹt đúng không? Học quẹt nè. Đèn đúng không? Để em lấy trang cây cho. Mình phải để một cái ly ở đây luôn, để cậy đây luôn. Đó, thấy không? Thấy em nghĩ được cái suy nghĩ của anh không? Cái gì mà mới nhiễu đầu em ta? Đây. Ok chưa? Đúng rồi đó, để cái ly ngay đây luôn. Ủa, hình như là bình minh nó không đẹp như hồi sáng này nha. Hồi sáng bình minh đẹp lắm. Do là mây nhiều ha. Chắc là hai cây đèn mình đem xuống chiều mình đốt để lát có cái vị trí để mình để trái cây ha. Cái tối mình đem lên nè. Rồi rồi, để em bỏ cái đèn cày xuống trước. Được chưa? Dạ, dạ anh Ngọc, cúng cậu gì đây? Bánh nước. Ủa hôm qua như cũng bánh nước mà. À, hôm qua bánh cuốn, bữa nay bánh nước. Rồi rồi. Rồi mồ cậu sáng nay nhìn đẹp quá ha. Mà mình khi mình tháo rập mình cảm thấy sáng hơn ha. Đó, sáng nay thì các anh em cúng cho cậu bánh ướt nè, bia nè, cà phê nè, tàu hũ nè, bánh ít nè, bắp. Đó. Rồi các anh em cũng đã lau mộ cậu xong rồi. Đó, đây là quang cảnh sáng nay, như các cô chú anh chị thấy ha. Một cái buổi sáng rất là bình yên, dịu nhẹ. Đó, bây giờ Plumber sẽ quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép kết thúc video này. Xin chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.